Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai. Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào, ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-siêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Anh chị em thân mến, khi Đức Phật Thích Ca sắp viên tịch, các đại đệ tử của Ngài hỏi Ngài rằng, thưa Ngài, Ngài có phải là Đấng Thánh không? Đức Thích Ca lắc đầu và trả lời, không, ta không phải là Đấng Thánh. Ta không phải là Đấng Chí Tôn, ta chỉ là một tiếng nói thôi. Thường chúng ta thấy, chúng ta rất kính phục những bậc tôn sư, những vị thánh hiền. Những cái con người này luôn luôn là những con người khiêm tốn, khiêm nhường, hạ mình một cách thẳm sâu. John Tẩy Giả trong tin mừng hôm nay, một con người rất hiền, khiêm nhường. Nhưng mà chúng ta biết vào thời bấy giờ, ông John Tẩy Giả là một con người cực kỳ nổi tiếng. Herodê cũng mến mộ, lắng nghe Ngài. Rồi ngay các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ cũng tìm đến với ông. Họ tìm đến để làm gì? Họ hỏi John Tẩy Giả đó, ông là ai? Có phải là Elia hay là một ngôn sứ nào khác không? Ta biết mà khi mà đối với dân Do Thái mà họ sánh với ngôn sứ Elia thì biết rằng cái con người được so sánh là một cái con người đặc biệt đó. Bởi vì Elia được gọi là một vị đại ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Rồi hôm nay chúng ta thấy các tư tế, rồi các thầy Lê Vi là những người có trách nhiệm lo tế tự trong đền thờ. Những con người này có địa vị trong xã hội và trong nền phượng tự của cho thế giáo. Nhưng mà chính họ cũng mang lấy cái thao thức, cái mong chờ. Giống như dân Do Thái đã mong đợi từ ngàn xưa và đã được các ngôn sứ loan tin một đấng cứu thế sẽ xuất hiện trong nhân loại. Vậy thì khi mà nghe thấy những điều, những việc mà John Tẩy Giả đã nói và đã làm, và đây là những cái điều đặc biệt, những điều lạ lùng, những điều thu phục lòng người, cho nên họ buộc phải tìm đến để hỏi John Tẩy Giả, ông là ai vậy? Có nghĩa chúng ta hiểu là ông là ai, ông có phải là cái đấng mà muôn dân đang trông đợi hay không? Có thể chúng ta hiểu là ông có phải là vị cứu tinh của dân tộc hay không? Không, John Tẩy Giả không phải là đấng thiên sai.
Mà khi hỏi ông có phải là Elia hay là một ngôn sứ nào khác không? Ông cũng nói không phải. Có thể ông không sánh bằng với những con người nổi tiếng đó. Nhưng mà cái cuộc sống của Gioan Tẩy Giả là một cái cuộc sống có sức lay động lòng người. Một cuộc sống quá đẹp, quá đầy. Người ta nói đó là lời nói thì lung lay, mà gương bài thì lôi kéo. Mình nói hay, nói giỏi có thể là cũng thuyết phục người ta chút nào đó, nhưng mà cái gương mình sống đó mình lôi người ta đi về phía của mình. Nhiều khi chúng ta thấy cái cuộc sống của ông Gioan Tẩy Giả không chê vào đâu được hết. Chính cuộc sống đó mới lay động được lòng người. Rồi nhìn mình, nhìn lại mình xem, còn tôi sống như thế nào? Chúng ta nếu mà nhìn về ông Gioan Tẩy Giả thì chắc chắn rằng chúng ta thấy mình thua xa. Mà nhiều khi cũng cảm giác rằng mình là con người sống phản với tin mừng của Đức Kitô. Làm chứng thì không phải làm chứng mà là phản chứng. Vậy thì ông Gioan Tẩy Giả ông là ai? Ta nghe câu trả lời của ông Gioan Tẩy Giả đây. Đầy khiêm tốn. Tôi không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay là một đấng tiên tri nào khác. Ông quá khiêm tốn, ông quá chân thành. Từ câu trả lời đó để chúng ta thấy được rằng ông đang nhìn nhận là chính con người của mình. Ông cũng chỉ là một con người đáng thương thôi, cũng là một tội nhân, cũng yếu đuối, cần được ơn cứu độ từ đấng thiên sai. Ông nhận chân ra mình không thuộc vào những cái danh nổi tiếng mà chúng ta vừa nghe đó. Để ông thú nhận ông không nổi tiếng như vậy đâu, bởi vì cái công việc làm của ông xem ra nó hèn hạ lắm. Cái câu này tôi nghĩ thưa anh chị em, chúng ta càng phải nhìn lại chính mình nhiều hơn. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Tôi chỉ làm phép rửa cho anh em trong nước thôi. Cởi dây giày là công việc của người nô lệ, cúi mình xuống cởi dây giày. Mà ông Gioan nói là tôi không xứng đáng để mà làm một gã nô lệ trước Thiên Chúa, trước Đức Giêsu vị cứu tinh. Làm sao mà sánh, dám sánh được? Làm sao muốn mang cái danh được? Tôi chỉ làm phép rửa thôi. Phép rửa của Gioan không có tha tội cho ai được cả. Phép rửa của Gioan chỉ dừng lại ở việc giúp con người sám hối và dọn lòng. Anh chị em thân mến, có một bà cụ mà đời bà người ta nói chưa có dạy một cái bài giáo lý nào, không có làm cái gì là lớn lao hết. Bà làm một công việc rất tầm thường, ngày ngày bưng một cái rổ trong đựng mấy củ khoai lang ra chợ và bán. Bán khoai lang thì anh chị em biết nó lời mấy đồng đó. Người ta gọi đó là cái nghề buôn thúng bán bưng. Nhưng mà cái bà này trong cái ngày mà hình như là cuộc họp của mọi giới trong giáo xứ được cha xứ mời, thì bà cũng được mời. Thế thì trong cái bữa họp đó thì có những người giàu có nè, người nghèo có nè, người có công với giáo xứ có nè, người sống đời sống đạo đức có. Và cha xứ sau khi nghe chia sẻ của một số người về công việc họ làm,
cuối cùng Ngài đúc kết. Thưa anh chị em, đối với anh chị em á, thì cái người nào trong giáo xứ này đã tác động mạnh tới cuộc sống đức tin, đời sống giữ đạo của anh chị em? Người ta nhìn qua nhìn về mà không ai nhìn cái bà già nghèo và đạo đức này. Chỉ có một người đứng lên và nói: thưa cha, con thì con chỉ thấy cụ già bán khoai lang đây, là cụ già trong cái âm thầm nhưng đã giúp cho biết bao nhiêu con người lâu nay lạnh nhạt với đạo trở về, đã giúp cho biết bao nhiêu con người không có đạo nhưng mà thành tâm thiện chí xin tìm hiểu đạo của chúng ta. Anh chị em thân mến, cái khiêm nhường của một con người, cái cuộc sống xem ra không có gì là lớn lao, nhưng mà cái khiêm nhường nó có giá trị. Giá trị làm cho Chúa lớn lên trong cuộc sống của chính mình. Giá trị giúp cho con người biết yêu thương. Không có ai ghét cái người khiêm nhường cả. Tin mừng hôm nay mời chúng ta nhìn về một Gioan Tẩy Giả, một con người thực sự khiêm hạ. Chúng ta cũng phải khiêm hạ, ta mới nhận ra một Thiên Chúa kính nhiệm đang đến và có thể đang đi qua cuộc đời của chính chúng ta. Ngài đến như một cơn gió thoảng mà thôi. Amen.